với sự chung sức đồng lòng của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở đô thị văn minh đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn huyện. Mỗi lần về huyện Hồng Ngự lại thấy nơi đây càng ngày càng đổi khác, hiện đại, văn minh hơn, là minh chứng rõ nét cho những kết quả của chương trình đem lại. Với những kết quả đạt được, chúng ta không thể nào quên Bác Hồ, người cha già dân tộc đã cho chúng ta được một Việt Nam ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình là bài vọng cổ Ta Lại Nói Về Người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng hát của chú Nguyễn Văn Mình. Nhưng có nói hết đâu.
dân dân tộc.